Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Tháng này cũng lu bu nhiều chuyện quá nên mình ít có quay clip hơn mấy tháng trước. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một sản phẩm mới của truyện Hoa Phượng Liêu Nguyên, đó là tuyển tập bản thảo các phân cảnh đặc sắc được tác giả được bình chọn và xuất bản nhân dịp kỷ niệm 20 năm ngày phát hành Hoa Phượng Liêu Nguyên. Tuyển tập này được in trên khổ rất là to ha mọi người. Đây là phần hộp đựng bên ngoài. Đây là phần gáy. Hộp dày và rất là cứng cáp. Tuy nhiên thì cái này là do bên vận chuyển về tới mình thì nó đã bị mớp một tí rồi. Cái phần chữ này cũng được phủ UV nổi và sáng màu trắng. Thì bên trong cái hộp nó sẽ có một cái hộp bên trong nữa. Đây là cái hộp đựng bên trong. Cái phần chất liệu thì nó cũng giống như cái hộp bên ngoài. Tuy nhiên cái phần bìa cứng thì nó mỏng hơn một tí. Và cái phần bìa bên ngoài nó không có hình. Đây là hộp đựng. Như các bạn thấy phần bên cạnh này nó cũng có một cái khớp có thể mở ra luôn. Bên trong là phần bản thảo. Phần mặt sau nó là cái hình thước kẻ, cái này là loại giấy dùng cho giấy vẽ. Định lượng khá là dày ha mọi người. Nó gần giống như là giấy cứng vậy. Khổ này thì nó to hơn khổ A4 một tí. Như mọi người thấy ha, cái bức tranh Butterfield này nó là khổ A4. Còn cái bản thảo này thì nó to hơn một tí. Khổ của nó là 220 x 310. Rồi bây giờ mình sẽ xem sơ qua một lượt các bản thảo ha mọi người. Hầu hết các hình trong cái tuyển tập này á, thì đa số đều là các hình trong các tập gần đây thôi, chứ không phải là các hình hồi xưa.
Ok. Có tổng cộng là 10 cái tấm bản thảo. Vậy là mình đã giới thiệu xong với các bạn tuyển tập bản thảo của Hóa Học Lương Nguyên kỷ niệm 20 năm. Hẹn gặp lại các bạn ở clip kế tiếp. Bye bye, chúc mọi người có một ngày vui vẻ. Hy vọng tháng sau mình sẽ rảnh nhiều hơn và sẽ có ra nhiều clip hơn. Hẹn gặp lại mọi người.